Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã an toàn trở về vào sáng 19 tháng 11 sau chuyến tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, 2023 và các hoạt động tại Hoa Kỳ, theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Chuyến công tác này được đánh giá là thành công quan trọng trong việc duy trì và củng cố quan hệ đối ngoại hòa bình, ổn định và thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam. Trong khuôn khổ của tuần lễ cấp cao APEC 2023 và các sự kiện liên quan, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự nhiều cuộc họp, cuộc làm việc và tiếp xúc song phương với các lãnh đạo kinh tế APEC và doanh nghiệp. Ông đã nêu ra 3 bài học cho tương lai và đề xuất 3 phương hướng hoạt động cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai. Ngoài việc tham dự các sự kiện chính, Chủ tịch nước cũng đã dành thời gian tham quan và nói chuyện với các doanh nghiệp Việt Nam có gian hàng trưng bày trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC. Ông đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với việc thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam, đồng thời thảo luận về các cơ hội và thách thức trong quan hệ kinh tế quốc tế. Chuyến tham dự APEC 2023 của Chủ tịch nước và phu nhân không chỉ thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế mà còn tạo cơ hội để thúc đẩy tương tác với các đối tác quốc tế và tìm kiếm các giải pháp cùng nhau để đối mặt với các thách thức toàn cầu.